Thiền hộ khẩu nghiệp Bạn nên bắt đầu từ chỗ này Từ nay vì sao Chúng ta nói chuyện vẫn không thành thật Vô tình hay cố ý vẫn là dối gạt người Vẫn là đặt chuyện sanh sự Khiêu khích thị phi Nhà họ trương thế này Nhà họ lý thế kia Như vậy là đối với mười phương Tất cả chư Phật như Lai Bao gồm a di đà Phật Bao gồm Thế Tôn Đều không có trong mắt của bạn Như vậy thì làm sao thành tựu chứ Bạn làm sao có thể giảng sanh Khinh mạng Thế Tôn Bạn có thể đến được thế giới cực lạc hay không? a à, di đà Phật Đại Từ Đại Bi quan nên bạn đến Nhưng mà những người ở nơi đó không quan nên bạn Người ở thế giới cực lạc thì nhiều Mỗi người đối với mười phương tất cả chư Phật Đều có tâm cung kính Bạn không có tâm cung kính Thì mọi người sẽ loại trừ bạn Bạn không đến đó được Phật có từ bi hơn cũng không có cách gì Cái đạo lý này dễ dàng nhìn thấy không thể không biết cho nên cậu đại đức dạy cho chúng ta những người nào có thể giảng sanh tâm như tâm của phật nguyện như nguyện của phật nói như lời phật nói làm như phật làm chúng ta học phật phật ở đâu phật chính là ở trên bộ kinh này chúng ta đọc cho thật kỹ nghiên cứu cho kỹ cùng nhau nghiên cứu thảo luận cho kỹ cả làm sao để áp dụng cho được mỗi câu mỗi chữ của kinh văn chúng ta phải làm cho được tôi cũng thường nói bạn làm tròn hai phần thì nắm chắc phần giảng sanh Làm không tròn hai phần Thì không thể giảng sanh Quan trọng nhất là khẩu nghiệp Khẩu nghiệp vẫn chưa sửa được Ở chỗ này ta phải đoạn ngôn Cuộc đời này bạn không thể giảng sanh lời của tôi nói là chắc chắn niệm phật chính là giúp chúng ta đoạn mười nghiệp ác bởi vì từ vô lượng kiếp đến nay tập khí của ác nghiệp này nó luôn luôn khởi hiện hành nếu như tập khí ác này không khởi hiện hành vì bạn là người tái lai Bạn không phải là phàm phu Bạn là phàm phu thì đâu có đạo lý không tạo nghiệp Trong Kinh Địa Tạng nói Khởi tâm động niệm đều là nghiệp Đều là tội Nhất định là như vậy Dùng cách gì để đối trị Phật hiệu Ý niệm vừa khởi Thì dùng câu a di đà Phật để nó xuống cái cách này hay vô cùng Trong 84.000 pháp môn Thì phương pháp này là dễ nhất Chắc chắn nhất Đáng tin nhất Cũng là nhanh nhất Đây chính là niệm Phật Đây gọi là biết niệm Phật Mỗi tiếng niệm Phật Sẽ làm cho phiền não tập khí vọng tưởng tạp niệm của bản thân chúng ta Bị đè xuống Khiến cho tâm chúng ta trở lại thanh tịnh Trước tiên hồi phục thành câu a di đà Phật Từ sớm đến tối khởi tâm đồng niệm Chỉ là a di đà Phật Ngoài a di đà Phật ra Không có một tạp niệm nào Người này nhất định giảng sanh Cho nên hy vọng chư gì đồng tu chúng ta Từ nay trở đi Không bàn chuyện nhà người khác nhà họ trương nhà họ lý thế kia không nói như vậy nữa có người đến nói với tôi thì sao a di đà phật nếu họ đến nói người đó tại sao không đúng thì ta liền nói a di đà phật a di đà phật như là tốt ta không nghe họ nói ta chỉ niệm a di đà phật cũng khuyên họ nhanh chóng Mà niệm a di đà phật đừng có tạo nghiệp nữa bản thân mình phải làm một tấm gương tốt làm tấm gương tốt đây mới gọi là người niệm phật đây là người biết niệm phật như vậy mới thật sự là đệ tử của mười phương chư phật như lai chúng ta không phụ lòng của mười phương tất cả chư phật như lai tự nhiên sẽ cảm ứng được mười phương tất cả chư phật hộ niệm Đặc biệt là ở thế giới này Chư Phật nhìn thấy có một người như thế này Là của quý Vì sao vậy? Người khác không làm được Người này có thể làm được Nhất định sẽ là giúp đỡ bạn Trong đời này nhanh chóng thành tựu Chúng ta có cảm Thì Phật sẽ có ứng Cảm ứng đạo giao Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội Chúng ta là đệ tử Phật Phải học tập như vậy Thật sự là đệ tử của Phật Người khác không học Thì không liên can gì với ta Không nên quan sát người khác Càng không thể phê bình người khác Phê bình người khác Là chính bản thân mình đã tạo nghiệp nặng rồi Làm trở ngại tâm thanh tịnh của chính mình bởi vì bạn có phân biệt có chấp trước có vọng tưởng đối với bản thân sẽ sinh ra chướng ngại nghiêm trọng nếu bạn muốn độ họ thì sau khi đến thế giới tây phương cực lạ thành phật sẽ trở lại độ họ hiện nay tạm thời để họ sang một bên tránh phải độ họ vì chưa độ được ngay cả bản thân cũng không thể giảng sanh được vì là bị lỗ nặng rồi Bản thân mình phải nắm chắc phần giảng sanh Chúng ta mới có thể dành chút ít thời gian giúp đỡ người khác Bản thân vẫn chưa nắm chắc phần giảng sanh Thì không thể giúp đỡ người khác Giúp đỡ người khác thì tâm có dư Nhưng lực thì không đủ Không phải là không giúp đỡ Không phải là không từ bi Bản thân ta hiện tại chưa đủ năng lực Trước tiên phải thành tựu chính mình Giống như nhìn thấy người khác té xuống nước Sắp chết đuối bản thân ta không biết bơi mà phát tâm từ bi nhảy xuống cứu thì uổng đi một mạng trong những tình huống như vậy thì phải nhanh chóng đi học bơi ta biết bơi rồi khi đã là một tay bơi lội giỏi mới có thể nhảy xuống nước cứu được đây mới là từ bi thật sự